Kính thưa tất cả quý vị, sau thời gian mở cửa hoàn toàn thì ngành du lịch thành phố đã đạt được nhiều tín hiệu tích cực, và trong năm 2023 hứa hẹn sẽ là một năm bùng nổ của ngành du lịch khi mà các công ty cũng đã có những kế hoạch triển khai những địa điểm du lịch mới. Và để biết là những doanh nghiệp đã chuẩn bị gì, những địa điểm nào mới cho mùa du lịch năm 2023, chúng tôi có cuộc trò chuyện cùng với đại diện của công ty du lịch Viettravel. Hồng Hạ xin chào chị Hoàng, cảm ơn chị đã nhận lời tham gia chương trình Du lịch và Cuộc sống khi này ạ. Thưa chị, theo Hồng Hạnh được biết thì trong dịp Tết Nguyên đán vừa rồi, công ty du lịch Viettravel đã đón hơn 47.000 lượt khách đi tour. Vậy thì không biết điều gì đã tạo nên con số rất ấn tượng này ạ? Thì Viettravel của chúng tôi đã chuẩn bị cái chiến dịch chương trình khuyến mãi xuân từ rất là sớm. Cái thứ hai là công tác chuẩn bị sản phẩm của chúng tôi rất là đầy đủ và cụ thể. Cái thứ ba nữa là chúng tôi được tiếp nhận từ cái sự quan tâm của các cái cấp chính quyền địa phương rất là tốt, và họ quản lý rất là tốt ở tại các cái địa phương. Thì do đó là những cái yếu tố đó làm nên cái sự thành công của Viettravel trong dịp Tết âm lịch vừa qua. Năm 2023 được dự đoán sẽ là một năm bùng nổ về ngành du lịch khi mà các thị trường khách lớn mở cửa hoàn toàn trở lại. Vì thì về phía Viettravel, chúng ta đã có những công tác chuẩn bị như thế nào để chào đón những lượt khách quốc tế này ạ? Vì như vậy thì là đầu tiên để chúng ta chuẩn bị cho việc là công tác xúc tiến và quảng bá lượng khách đến với Việt Nam. Như vậy cái công tác đầu tiên của chúng ta đó là công tác sản phẩm. Vì vậy ngay từ ban đầu chúng tôi đã tập trung vào công tác sản phẩm, và chúng tôi làm mới lại cái bộ sản phẩm của mình, và làm sao để cho gia tăng thêm được cái tính trải nghiệm và nó đi vào chiều sâu của cái sản phẩm bán của mình. Bên cạnh đó thì là chúng tôi sẽ tiếp tục đồng hành cùng với các trung tâm xúc tiến cũng như là sở du lịch cũng như là tổng cục du lịch để chúng tôi đi xúc tiến ở các cái thị trường mới, ví dụ như là Trung Đông, Ấn Độ và châu Âu. Thì đó là những cái thị trường mà trong năm 2023 chúng tôi sẽ tập trung để mà triển khai, để mà chào đón du khách đến với Việt Nam. Cụ thể thì trong thời gian tới đây là tháng 3, tháng 4 sẽ là mùa nở rộ của hoa anh đào tại Nhật Bản. Thì về phía Viettravel, chúng ta đã có những cái sản phẩm nào mới cho mùa hoa anh đào năm nay không ạ? Các cái sản phẩm, nếu mà nói về sản phẩm hoa anh đào thì như vậy cuối tháng 2 là chúng ta đã tập trung có thể sản phẩm hoa anh đào đến với Đài Loan. Bên cạnh đó thì là tháng 3, tháng 4 là mùa hoa anh đào ở Nhật Bản, Hàn Quốc, châu Âu và Mỹ. Thì như vậy là với cái công tác chuẩn bị thì như vậy là cái sự lựa chọn hàng đầu của khách hàng hiện nay thì vẫn là cái tuyến đi du lịch Nhật. Thì vậy là với cái cung đường gọi là cung đường vàng mà hiện nay là cái lùa du khách Việt Nam chúng ta đang quan tâm, đó là đi vào Osaka, Tokyo và Kyoto, đó là cung đường vàng. Thì ngoài ra Viettravel cũng đã chuẩn bị cái trở lại cái sản phẩm mà cung đường kim cương mà Viettravel đã từng làm trước đây. Đó là chúng ta làm các cái chuyến charter bay thẳng đến Fukushima để cho khách hàng có thêm được cái trải nghiệm trên cái cung đường ngắm hoa anh đào của Nhật trong mùa hoa anh đào năm nay. Thì như vậy là cứ cách 5 ngày thì Viettravel sẽ có một chuyến bay charter từ thành phố Hồ Chí Minh bay thẳng đến với Fukushima để cho khách hàng có thêm cái nhiều sự lựa chọn trong cái mùa ngắm hoa anh đào năm nay. Dạ, chắc chắn đây sẽ là một trong những tour tuyến mà rất là thu hút khách du lịch Việt. Vậy thưa chị, với thị trường du lịch nội địa thì mình đã có những sản phẩm nào mới hay là có những sự chuẩn bị nào ạ? Đối với sản phẩm du lịch nội địa thì như vậy thì là nói về tổng thể thì chúng tôi sẽ đã có những cái bộ sản phẩm xuyên suốt từ Nam chí Bắc và chuẩn bị những cái sản phẩm cho thích hợp cho cái thị hiếu của từng vùng. Như vậy thì về phía Viettravel thì chúng tôi có rất là nhiều chi nhánh trên toàn quốc. Thì như vậy là chúng tôi đã tập trung xây dựng những cái sản phẩm để mà đánh đúng cái đối tượng tâm lý của khách hàng ở theo vùng miền. Cái thứ hai nữa là chúng tôi tập trung vào cái việc là những cái sản phẩm mà kết hợp với Viettravel Airlines, chúng tôi mở tới đâu thì chúng tôi sẽ có những cái sản phẩm đến đó. Bên cạnh ngoài ra thì chúng tôi sẽ tập trung thêm về cái sản phẩm năm nay có sự thay đổi, đó là khách hàng sản phẩm về nhóm gia đình và nhóm giới trẻ. Thì như vậy chúng tôi sẽ tập trung thêm vào cái lượng khách này để làm sao cho gia tăng thêm nhiều cái sản phẩm để có thể tiếp ứng được hết tất cả các nhu cầu của khách hàng. Vậy thì nếu có thể đưa ra một dự đoán về việc hoàn thành những chỉ tiêu cho du lịch thành phố Hồ Chí Minh nói riêng cũng như là cả nước Việt Nam nói chung thì chị có những dự báo như thế nào, cũng như là chúng ta cần làm gì để đạt được những chỉ tiêu này ạ? Như vậy thì để mà tập trung cho cái chỉ tiêu của năm 2023 thì vậy là Viettravel không nhìn đâu xa cả, chúng tôi chỉ nhìn vào cái cột mốc của 2019. Đó là cái mục tiêu của chúng tôi phải phấn đấu và phải đạt được trong năm 2023. Đó là về cái phần kinh doanh của mình. Ngoài ra thì bên cạnh đó thì chúng tôi rất là cần cái sự quan tâm chia sẻ từ các cấp chính quyền địa phương về cái việc là cái công tác xúc tiến quảng bá sản phẩm. Vì chúng ta muốn khách đến với Việt Nam thì chúng ta cần phải nói cho chúng ta, cho khách hàng biết chúng ta có cái gì và chúng ta đã thay đổi như thế nào sau 2 năm bị ảnh hưởng bởi dịch.
Bên cạnh đó thì là cái phần mà làm cái sản phẩm nó phải đi vào cái chiều sâu để khi khách hàng đến tới Việt Nam chúng ta thì khách hàng có thể ở lại lâu hơn. Đó là cái mục tiêu của Vietravel trong năm 2023. Dạ vâng ạ. Xin được cảm ơn chị Hoàng với những chia sẻ vừa rồi. Và hạnh chúc là Vietravel sẽ ngày càng là một thương hiệu du lịch hàng đầu tại Việt Nam và được rất nhiều du khách lựa chọn khi nghĩ đến việc đi du lịch. Dạ.